béo bụng thừa cân, nỗi lo của dân văn phòng. Và hôm nay chúng ta có đồ ăn healthy. Để chỉ khoán, mình sẽ để cuối video cho anh em tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin mời, trong này chúng ta sẽ có rất nhiều rau. Đây là củ đậu, thanh long, cà chua mi, ngô, khoai và một khúc cá hồi siêu to khổng lồ anh em ạ. Xin mời anh em nha. Ăn gì muốn đấy, mời anh em miếng khoai nhá. Củ đậu à, dứa à, cà chua à, thanh long đỏ, ngô và chết mà tuyệt vời anh em ạ. Anh em biết xanh ruột là như nào không? Xanh ruột là như này này. Với một bữa ăn healthy như vậy thì 10 trên 10 điểm luôn anh em ạ. Đây là tên quán.